ông coi thường nhà tôi. Thì gia chú đấy ông làm tôi không biết hay rồi ông gì à? Không 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 được, ấy là không được. Ông cứ làm đi. Ông cho tên chú đẹp. Đây, ông biết không? Ông làm tôi biết đây. Rồi quên. Sao ông cứ dọa nó vậy? Lỗi miếng đi. Vậy không ăn mà thôi. Cứ vậy luôn không ăn. Làm miếng. Đây làm miếng đi Thảo. Thế này không vậy? Đang không. Thế sao vậy? Thảo. Tôi quý không làm nhỏ nó sợ nó gì à? Hello các bạn nha, thì nói chung là lâu quá không cầm máy quay cũng hơi sượng sượng các bạn. Nói chung là giờ nè, thì là bây giờ là trong cái chiến dịch xuân của Thảo Gà mọi người. Đây là cái hộp quà xuân á. Bữa giờ nói chung là đang xâm chiếm tại các cái YouTuber Bình Định. Nói chung là lâu quá cũng không có gặp anh Quốc. Hôm nay cũng tặng cho vợ chồng anh là cặp quà xuân ở bên sau mò của bọn mình. Thì bây giờ tôi đang kiếm cái nhà mới của anh đây này. Rồi ok, nhưng mà lâu lâu mình cũng về mình cũng tròn sương sương xíu nha mọi người. Rồi ok, đấy. Rồi, đây 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 đây. Theo điều tra mới nhất là nhà anh là ở đây rồi mọi người. Rồi. Đây nha, đây là cái phần quà xuân của tôi chỉ dành tặng cho vợ chồng nhà anh Quốc. Đó không? Đây đây đây. Là nhà anh đây mọi người. Đấy, xì. Rồi, vô. Rồi, ok các bạn nha. Đây, hai cái hộp quà xuân. Đấy. YouTuber nào cũng phải hết chứ. Quốc làm như là YouTuber Bình Định mà. Ok. Ủa. Bé Quốc có nhà không? Ui, vô gặp. Hello. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Mày có cầm mẹ cái mồm mày đi không? Tao đánh vỡ mồm mày ra rồi. Chuyện không? Anh Quốc nào chuyện không? Quốc là đi rồi Thảo. Ở đi hả? Mấy 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 đây mấy nhất đây mấy nhất một túi rồi vô dạ ý là nói chung là tết đến xuân về em cũng có ý là hộp quà của một cái chú đây còn của một cái brand mới bên em dạ. Đó, nói chung là em tặng cho hết tất cả YouTuber mình định luôn thì nói chung dạ. Cũng tặng cho vợ chồng chị nhưng mà không có Quốc nhà hả chị? Là không có. Chưa. Trời, cảm ơn em nha. Lâu quá không gặp năm đây là cái áo chứ mà bánh kẹo đâu nha. Rồi. Cái áo nhưng mà đây là chứa hộp quà xuân. Đó, rồi. À, cảm ơn Thảo nha. Biết chị vô lấy điện thoại mày gọi bé gì vậy Thảo? Từ từ. Đúng rồi. Sao tự nhiên mình ở đây cái mình nay số đây các bạn. Mình kêu YouTube mình thấy bữa giờ anh Quốc anh cũng ít đăng trên TikTok quá ta. Rồi, ok, cảm ơn con. Cảm ơn chú. Rồi, tuyệt vời. Đó, thì thôi được rồi. Rồi, tất cả quay lại mình nói với vợ Quốc xíu. Ok bạn, mới thao lận trong đầu. Vô nó quất. Anh đang đâu vậy? Anh đang đâu vậy? Thảo vô tao nè. Thảo vô tỉnh rồi nhặt em nè. Đang đi làm cái gì hả? Cái chị mới gì hả? Chị về nhà cái chuyện này. Chị về nhà nhanh đi. Years. Thảo bắt chiều, bắt chiều. Gì vậy? Nani? Cha là bạn gì? Bé, anh nghĩ đến tay nhiều rồi bé. Còn chú là tỉnh gì quẹt cho mẹ bé. Giọt biết nói sao cung này thì nói tiền lắm hết lời nói nó phải vậy sao thì nói nếp tay này là sao hôm nay chúng ta tặng quà cho mẹ nếp tay vô như mổ quà tặng quà gì đó quà cho tôi rồi nè chú quà vô rồi tự nhiên tặng quà cho em lại có ông vô nhà tôi tự nhiên tặng quà là gì không nói gì vậy tặng quà em đâu phải tặng đâu phải tặng cho tặng chút đó mẹ vừa bán đưa con quà gì coi không đưa con quà gì coi Thế sao không chịu lại đâu, cõi tôi mà tự nhiên ông tặng mẹ nó, không đánh đi nó là sao ạ?
kèm á. Là ý là em nói giỡn á. Nói giỡn là sao? Ném đây giỡn tôi. Con nhà Tông mà. Đây nè, mấy quay anh thấy là em chi mới giải lại nè. Quần lâu nghề gì rồi, cho anh hứa mày. Ở Sài Gòn giờ sao em gọi? Nhớ ngờ. Sao? Ở Sài Gòn giờ gọi tôi đi một câu từ Sài Gòn giờ cho vậy không? Ừ, thì nói chung là đại khái là tết đến xuân về em cũng có cái món què bên brand mới em mới xây đó, em tặng hết cho YouTuber Đặng luôn, thì nói chung anh quốc sao mà thiếu được anh được che chú trong người nó giỡn không, thì em tặng cho vợ chồng anh này có ném tay không có mà giỡn, nhưng mà giỡn em mới quỳ đây rồi mà anh còn lo cái gì nữa, cầm giùm cho chú đi, chú nói đặt vào một cái. Thì nói chung là nhà này đây là một cái nhóm tết nhất mọi người, thường thường hay tặng mất tặng mắt tặng què rồi hộp hộp kẹo rồi vui, nhưng mà em là thời em là mấy năm nay là mất cũng biết đâu đó là quảng cáo đâu nghi nghi là cái hộp què là ý nghĩa đó, nhưng mà em tặng cho anh có một chị năm cũng được cái thôi, có chị năm tặng cho coi dưới đi tiền không. Rồi, nói chung là do thực sự là đầu tiên em khó lắm, em là em đi là em mới làm lại cái bờ em trong sau hoa nè, lúc làm mất cũng bởi vì mất cái quay được bao đầu, nhưng mà bây giờ tài xế tài quẹt thì xin mất một xíu nữa không, xin mất vài giờ không, thật ra vui vậy đi, có nghĩa là YouTuber này em xin một xíu, có nghĩa là em sẽ tài quẹt xem, rồi em cũng muốn gọi là tri âm hoa anh muốn tắt cái con đỉnh mình, là sau hoa, nên là em sẽ dành những cái mẻ sử dụng cơ của mất hiện tại đi, là em sẽ dùng những cái mẻ là sau hoa, kiểu quy, 77 sau mo quy 77 quy mà sao 77 không quy quy không à bóc thôi 77 thôi à bóc mình định đó là dạng 77 nha, trên một cái tư vấn như này bên em anh đi cái này em đối với là có kim nha, nhưng mà sao mẹ bác là kim mấy đồ cho mấy đứa nhỏ nữa có đang sao đang sao đang sao bây giờ trời đẹp quá phải không, mấy cái lúc anh đồ dài nấy tướng rồi hợp đối chú Thảo đang theo như là sao chú Thảo làm cho tặng cho mấy đứa đâu ơi sao không làm cho người lớn làm có ví dụ nhà của em có được phải có em có được cho nó đẹp cho đúng không sao không có tiền gia đình mua thì phải có gia đình lúc nào cũng gia đình mua anh gia đình đẹp quá quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp quá đẹp không đẹp không ấy sợi ấy sợi đó, cái hàng này là cái may may tẩy cạn hết, bò hai vợ chồng, áo này được may hết cái da chắc là ok lắm, được chưa? Được sao áo cái mặt sao mòn này? Không thích thon thì hả? Thon phức luôn, thon thon đúng không? Giải đây giải gì không? Giải đây giải gì vậy? Giải nói chung là đây là giải đặc biệt cho riêng đó làm cho bên mình đây nha. Hả? Siêu giải là đây độc quyền luôn á. Rồi, có mặt sao mòn luôn. Lúc nào cũng. Nhưng mà hàng này là hàng, nhưng mà quên, hàng này là hàng tầm trung, cũng tầm cao các bạn. Không có bán rẻ, ngày mai bán rất là cao tiền hết. Bạn vô trong cái link là biết giá nó cao. Bao nhiêu? 379 ngàn. Nhưng mà giảm chứ. Nhập mẻ là sau mo quy 77 là được giảm 77 ngàn. Ăn đồ rẻ. Giảm 77 ngàn. Trong đó có đồ rẻ ngoài á. Không mà ông vừa đã chơi được rồi, tại què kép đồ. Không biết gì đâu mà. Như vậy nhưng mà có ai quất. Đồ mấy năm rồi ạ. Rồi ok các bạn nha, thì nói chung là nãy giờ mình cũng giận, nhưng mà anh Quốc ảnh ok rồi. Thôi từ giờ bây giờ về đi. Anh Quốc anh nói mà mình lại ăn miếng. Thôi bây giờ. Bây giờ kết thúc màn cho xem nha mọi người. Cho nhẹ thôi chứ lâu quá lục ngờ biết cho. Vô vô cái áo là tặng hộp cho anh luôn. Không, à. Cái hộp này là chỉ dành riêng cho cái mẻ này thôi. Là sao không hiểu? Cái hộp này là mua mẻ này mới có hộp này. Còn là những cái mẻ khác á thì là tuy là nhập mẻ đó là cái mẻ nào cũng giảm hết, nhưng mà chỉ riêng cái mẻ này mới có hộp này thôi. Là tốt này này. Là chỉ có chữ quy của Quốc quy mày nghĩ là mới có cái hộp này, nghĩa là cái mẹ sản phẩm đi, nhớ không? Còn nhập cái mẹ sau mo quy đây Quốc Quốc giảm 77 ngàn riêng đó. Ok, nói chung là mọi người tự hiểu không sao đâu, cứ là vui vẻ thôi. Dạ khá nhiều lắm. Ý là nói tôi nàng ta. Bây giờ anh có đi mua đại gia anh không? Không bao giờ nè. Rồi.
Ok. Hello mọi người, là Quán Bàn Tan đã đây các bạn. Mấy anh em đó kia lâu ngày ở Sài Gòn gì nó cũng bỏ cái tính cho mình các bạn. Mẹ nó với vợ mình là mình điên ở đâu, giờ nó biếu mua gì ở đó đã cho mình đã điên ở đâu rồi. Giờ nó biếu mình đi mua cái gì nữa, giờ nhắm bực mình dữ không. Nó tức chịu không đâu, mẹ nó hết chịu, nó đem mình ra làm trò cười cho nó. Bây giờ mình sẽ quyết định mình sẽ mua cái gì mình cho ngược lại. Ngân hữu với Thảo kia. Thảo kìa, bó giờ Sài Gòn giờ kiếm mình nha, cũng vô nhà mình mừng mừng tối tối, ai ngờ nó cũng xách nó cho mình nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mua, kiếm gì mua để mình cho lại nó nha các bạn. Các bạn hãy chờ cái màn, hãy chờ mình nha các bạn. Mình coi thử mình trả thù như thế nào nha. Thì bây giờ mình bây giờ mình nghĩ ra một cái ý tưởng rất hay nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ quyết định đi mua một cái món mà Thảo kia nó sẽ vừa khóc vừa cười và vừa cũng xong mà đứng lên cũng xong nha các bạn. Chết cũng xong, mình sẽ làm cho nó chết không được mà sống cũng xong nha các bạn. Các bạn hãy xem mình mấy ở Sài Gòn vừa dám chơi tao mà. Rồi các bạn thấy gì không các bạn? Mình sẽ mua dơ nha các bạn. Mình mua dơ mà mình kêu là mình mua thịt chó, các bạn hãy chờ xem mua vô mình sẽ có màn trôi gì với thằng Thảo Giang các bạn. Ba ơi, hello đồ quá rồi chị ơi, đây là chủ quán nha các bạn. Thì vô hôm nay có loại gì chị? Đủ thứ hết. Dê cuốn nè, hấp đùi nè, thịt nướng nè. Dê cuốn với thịt nướng, mọi thứ nữa là lấy bao nhiêu tiền? 250. Rồi lấy cho em dê cuốn. Anh nữa là hai món em đem ăn. Dữ vậy? Chút thôi thôi. Hai món em cho em ăn. Còn cuốn nữa nhiêu? Cuốn lấy đĩa không? Cuốn bao nhiêu? Đem rượu không? Đem rượu nữa là hết nhiêu? Đem rượu. Quay trò. Thôi bây giờ dài nha. Lấy em rửa nướng. Nướng như dè đó. Lấy khoảng 300 thau. Còn tôi cũng chăm rửa nữa là đủ 500 trả tiền. Bây giờ làm hai. Không phải đừng có qua tôi. Rồi ok. Được không? Giờ là dè dưa nướng là 300. Nướng gì dè nướng nha. Lấy thịt tơ ở đây đi không có nướng. Hiểu không? Dè nhà nướng hay? Nhà nướng là tháng nào nướng? Quên đi kìa. À quên đây đây. Đất chấp nhận nướng đây không? Ý dữ đi anh. Món gì nói kiểu mà bè món lấy 500 sao được không? Quay đi được. Rồi bè món lấy 500 dưỡng dài nha. Đỡ review toilet này luôn. Được chưa? Kéo kéo kìa. Toilet sạch nha các bạn. Sạch nè. Được. Nghe được bao tiền vay. Hello, ở đây bán lâu chưa chị? Chị bán đi mười mấy năm rồi em. Đây là dơ nha các bạn. Dơ, đây dơ. Cục bây giờ nó giống y như là thịt cầy các bạn. Đây mang này chuẩn bị mình sẽ lấy gì nha các bạn? Một cái gì con? Hầm. Hầm hả? Hầm xương. Dơ hầm xương. Cày đúng không? Dạ là em cho bạn em là ư xì này. Giờ mà chị đang trộn hay làm vậy? Ừ. Trộn đây là luộc hả? Nướng. À hấp, hấp không? Ừ. Đây nướng em. Ừ. Còn hấp là cái nào? Cái này. À. Đây là đỡ lúc đã nướng đúng không các bạn? Đó, đúng không chị? Ừ. Giờ bà chị mình sẽ ướp nướng cho mình nha các bạn. Thì mình đây là thì mình sẽ làm luộc đây vừa là hấp đúng vậy. Ừ. À đây hấp nha các bạn. Chuột thấy cái số nó không? Ơi như là chín món nữa các bạn. Đấy, chuột tiếp giờ.
Tây và chị mà nó đi ăn thịt mà muốn cứng luôn thịt luôn các bạn. Ê, trời ơi, nhìn ra cái kết lệnh thời của chị mà, thấy chưa? Đủ rồi. Khét luôn. Thôi được, được qua mặt được hả? Thôi giờ đi mấy ngón tay rồi. Thôi, ngờ mà đi mang tay, giờ ăn quá đi. Đổ tay đã lành rồi các bạn. Tay mấy tao. Rồi nha các bạn, rồi nha các bạn, mình mua đồ ăn gì rồi. Để cho nó biết tì giống cho mình. Thử cái gì lâu gì cũng thốt cho mình hả? Đây đồ ăn gì rồi đây. Thì mua nhờ thì cây này. Hả? Thì cây cái này không nha. Thì lâu ngày làm chín món đồ đấy không? Không không không, ngon lắm. Vô cả món khác nữa không? Ông Hồng dọn cho ăn bữa nay. Thôi, 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 có món khác, có món khác xuống đây. À, chứ còn cái này cho. Đi mua thì cải giấy mà. Ủa thì cải giấy nó mới mua. Chứ ông mua món khác cái món đó ai ăn. Nãy cho mẹ ăn nhận mẹ cứ nói đi mua ai biết mua. Không mà không khác mua thì cải được cái gì đâu mà. Mua đại khách mà nhìn đâu mà mua cải. Nên được mà nên. Không ăn. Quần tháo lo nghỉ vô làm gì lo lo đi gì hả mày. Con có nghe mẹ. À, cái gì vậy? Xem đưa tiếng hấp thì có rồi nha mọi người. Wow, thì cày ngon quá. Anh à, mua cày vẫn mà nằm ai nhái ăn. Nó thầu chứ ai bèn vậy ai biết. Thảo thấy thì cày ngon nào. Ui, lâu nghỉ lên lại gì rồi chứ mày. Ông làm như cái tường giờ làm vui chứ không? Cái này cái gì? Ui, lâu nghỉ lên chơi mà làm gì khinh thường nó có đồ gì luôn à. Dọn gói ra thiệt. Dọn gói cho chú Thảo nào con. Trời ơi, khắp biết của mẹ hả con? Khắp biết rồi, khắp biết. Không có đi mua lấy luôn bia này. Ờ, thôi thiện đi đi. Thiện đi mua bia con. Dạ. Ờ, ấy xây. Quên này các mẹ cũng quên. Uống bia chứ, em mới chạy á. Ờ, nhưng mà lâu ngày lâu quá, anh bắt đại, không mình không cả. Vừa nói vậy anh em càng dữ vậy. Thế là mình chó ăn được rồi sao vậy? Các cái đại cháu hậu không? Cấp được. Khách đứng nhà không chèo bánh, không bánh nhà quá tay cháu không bạn ơi. Chứ lại nhìn những nếp vậy ông nậu. Ông nậu anh như làm cái gì cho trời. Vừa quá thôi. Hello các bạn, hôm nay thì mình có đãi món thịt cầy chín món nha các bạn. Yeah. Anh như làm cái gì vậy không? Thôi được, quá cuốn lên thôi. Thôi thôi, được rồi, được rồi. Em đang bị diễm. Bữa sao bữa nay em ăn thịt chó tự nhiên bữa nay em ăn thịt cầy ngon mẹ. Ra mình cuốn cho mà ông cũng nhập thiệt ở cho mua cho mẹ nó tôi mua cái gì á biểu biết rồi ông rượu muốn không mua ăn đây ông ăn nhỏ ăn hơi người này what như mâm cơm nha các bạn cho đi em mâm tôm á các bạn cho what này ngon quá anh cũng mình ông anh ai anh cũng trống không mình trái cũng nhiều lắm cũng xe cũng riêng chú cho chú thì cho chú ăn thịt cầy mà chú ấy với mời ông ăn nè không chú ăn chứ anh cho anh được giờ để em nói anh mua thịt gì anh nhiệt lắm hả không mua thịt cầy gì sao em làm ngờ này trước em bị cái nghi ngờ anh quá chúng hai vợ chồng anh nhắc tin nhau trước quá hay sao không ăn là không ăn được ông thì phải chơi nó đợi cho con ngon quá mà có thú anh chạy cho à không mà mọi người nha thì anh chào cô chú anh chị lâu nghỉ tôi mua món gì đáng đó chứ lại gì về chú lên nhà đấy gì em nói với chồng cứ kiếm chọn nha anh đấy là thịt cháo bây giờ em thịt cháo bây giờ đâu mà ép giao vậy cái cày đâu mà anh vô anh ép em ăn giờ là chỉ lâu nghỉ em vô chứ lại gì ông về chú rồi đấy đấy gì anh nói với ông làm vậy không ông coi thường nhà tôi thì gia chú đã ông làm tôi không biết hay rộng chưa không được ấy là không được ông cứ làm đi ông chẳng cần tôi đẹp đây ông mấy ơi không anh làm tôi mấy ơi gừng quên quá sao ông cứ dọa nó vậy hỏi đi không ăn mà thôi cứ vậy không ăn làm đi đây làm đi đây thảo cái này không vậy thảo cái sao vậy thảo quý không làm nhỏ sợ
Đưa mấy tụi mở clip cho coi. Ừ, quen quá mà còn chẳng đố kìa. Đây mình cày đây cái đầu. Đây tụi mở clip coi. Trời, dễ quá anh kìa, đồ vô bài xéo quá trời kia ai biết. Đâu xuống đây anh. Đúng đã luôn. Đây chúng tôi xuống đi đầu tiên tôi soi lại cho đi. Dựng hay lắm á. Mới làm rung luôn á. Hồi giờ anh cài đâu mà bỏ thì cài sao anh được. Thì do Rồi thì do. Ừ. Ông tướng nó ông mua thì cài gì thao chống một anh luôn cho ai ăn. Ông mà Thảo review. Nó thì do nghe chỗ chứ mày xấu ông thường ăn đấy. Nhưng mà ấy là sau này mày có xẻ nữa ta. Ừ. Thì là anh mua đó. Tụi mơ cái trời ông mà ông hói nữa. Sợ ai được bán mấy đầy. Trời anh nói anh làm em ăn bè nó hai ổ mì đâu. Không đâu. Hai ổ mì bữa nay đáy rồi không bữa. Để em coi lại cái cho kỹ. Đây này ông coi cái miếng dơ nó khác. Nãy tôi đưa con cầm nếp vào đấy. Đây. Thảo làm miếng này nào. Nào ok. Ừ. Bắt. Lấy cái chén nhờ, lấy cái chén nhờ cho Thảo. Lấy cái dùng bè cái chén cái sợi. Bỏ bè vô Thảo lên. Trù lâu ngày gì mừng không lắm. Màu mẹ ông gì cho ông nói tôi ra đó mà ông cho ông gì mà ông đi lên vô tặng què rồi thấy không cái áo đẹp quá hả không được sao sao ông tặng cái chưa ông tặng 4-5 cái rồi đó ui yeah giờ lấy gì thầy quá chơi giờ dịch xem một phao bằng nữa ở tặng giờ em đưa áo ở tặng rồi à giờ em đưa áo là ông ở tặng ở trù luôn áo đẹp đỡ cho tết mày hiểu không đỡ cho tết bây giờ em cho mày nhớ cắt để cho tết mày nha à đây coi mày nha con cháu mày rồi cháu mời cô chú anh chị lắm rồi đi xin đào phiền chấm miếng này đúng rồi ngon hai đứa đào lên cái nào có chất đơn thằng nãy chị sao ông có lên luôn vậy lâu ngày gì vậy lúc đầu tiên là chai mì rồi giờ còn chơi làm cái đồ ghép là ông cứ mà cứ vô à cứ đừng xin đừng ghép là vô ghép là vô uống rồi uống mất còn này vô từ có nhịp chè à từ anh em lâu ngày gì quần kinh vô thâu đối với nhà này ăn cái ông này em nhớ này bà lấy cái một đầu đũa này ăn gì bà đó cái đầu đũa này nữa nè à cho tìm kiếm đó cái đầu đó của ông Thảo mà sao anh lấy vậy cũng lấy mời rồi nó ơi như đây đó thâu đường thâu nó tự ghép chắc rồi ông bắt cái tay của ông mà chắc một thâu quá thì đâu mà giờ đi đâu mà gì mà như đâu mà nãy giờ đưa ra chưa bờ mấy mắm mì nữa cũng nhận rồi làm được thôi đây ok luôn rồi chấm này đúng không mời mọi người mọi người nha đây là thịt dơi em mọi người mấy trái cho mọi người là thịt cay cho mọi người sao vụ gì à rót cho em chút nữa em mua thêm một lon nữa nha được chưa lâu ngày quen với khán giả biết ông gì vậy nhà tôi trao được thông quan rồi vậy chứ nhận tất cả các em anh thằng cho mình đi mình cấp tiếp ok rồi vậy chào thằng cha nó giận với các bạn ơi gọi lại đó rồi đen kêu tôi đếm túi không nhớ anh quốc mua cho ba món gì rồi tuyệt vời luôn chứ mà cảm ơn bạn rất là nhiều nhưng mà lâu gì thằng quốc anh quốc đã cho anh cái món thịt dơ này là nó là trầu vương nó đứng nó luôn này dơ bà xéo rất là ngon đó món này tôi chưa tôi hay ăn cái này không cảm ơn rất là nhiều cảm ơn chị ăn nhiều cảm ơn thôi mọi người nãy giờ mình cũng chọc giỡn với Thảo vậy á Thảo nó mới vừa nó không hiện tính nhắc lên các bạn thì đây tất cả là do mình đã quay lại cho các bạn xem rồi thì thôi giờ mình với Thảo cũng lâu ngày gì rồi đợt trước tao với mà Thảo bận công việc quá thì đợt đây anh em mới có dịp đỡ màu tâm sự với nhau như vậy thì xin phép mọi người là chào và hẹn gặp lại mọi người đó hai anh em mình uống và tâm sự với nhau ăn Thảo cùng ăn một bữa cơm gia đình vui vẻ ấm cúng với vợ chồng mình nói đứa con mình nha các bạn chào và xin chào xin chào mọi người walking alone the streets are empty the only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger step by step